lần mà trao đổi mượt mà ở trên Facebook của khoa. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc qua Zoom với các anh chị. Thế thì ngày hôm nay thì cũng xin phép được giới thiệu với các anh chị trong vòng khoảng 15-20 phút về cái hiệu quả, cái ứng dụng của các phần mềm miễn phí mà khoa kiểm soát nhiễm khuẩn của chúng tôi thì có khoa kiểm soát nhiễm khuẩn của chúng tôi mà có thực hiện, đúng không ạ? Báo cáo với các anh chị là chúng ta có nhiều cái phần mềm miễn phí và nếu ứng dụng tốt thì hoàn toàn có thể là giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Thế thì cũng một lần nữa thì nhắc lại các anh chị rằng là khoa kiểm soát nhiễm khuẩn của chúng tôi, bởi vì là có thể một số anh chị thì được nghe nhiều lần, nghe một lần trước rồi nhưng có một số anh chị chưa nghe, thì cũng xin báo cáo với anh chị là chúng tôi được thành lập 2011 và hiện nay chúng tôi có 19 người. Chúng tôi đang cố gắng là sẽ cố gắng là chia sẻ các kiến thức chúng tôi học được với lại tất cả các anh các chị, đúng không ạ? Chúng tôi hy vọng là sẽ có ích cho cộng đồng, sẽ có ích cho anh em nhân viên y tế cũng như là cũng có ích cho các anh em mà làm kiểm soát nhiễm khuẩn. Thế thì tại sao lại có cái bài này ấy? Thì báo cáo các anh chị thế này, thì về cái bối cảnh ấy, thì chúng ta đều biết rằng là hiện nay thì phần lớn các bệnh viện tại Việt Nam thì chưa có cái đầu tư lớn, đầu tư bài bản về các cái phần mềm quản lý tại cái khoa kiểm soát nhiễm khuẩn. Thế và bên cạnh đó thì cái sự bùng nổ của công nghệ thông tin với cái hàng loạt cái phần mềm miễn phí hoặc là phí thấp thì ngày càng nhiều, và cái sự thân thiện đối với người dùng cuối, tức là cái end user ấy, của chúng ta thì rất là tốt. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng xin chia sẻ rằng là nếu mà chúng ta áp dụng thì hoàn toàn có thể là khả thi hơn vài năm trước rất là nhiều. Cái lý do thứ ba mà chúng tôi đề cập đến đó là cái dữ liệu giám sát của chúng ta ngày càng nhiều. Thế khiến cho cái việc mà nhập liệu, nếu mà trước đây chúng ta chỉ có một vài cái phần giám sát rất là nhỏ thì phần nhập liệu rất dễ dàng, nhưng mà ngày nay thì cái phần nhập liệu càng ngày càng khó khăn vì là chúng ta có nhiều quá, quản lý dữ liệu cũng khó khăn, phân tích dữ liệu cũng khó khăn, báo cáo thì rất tốn nhiều thời gian. Thế do vậy ấy, là và bên cạnh đó thì như các chị biết rằng là cái sự quan tâm đến kiểm soát nhiễm khuẩn ngày càng tăng, nhất là trong cái bối cảnh cái dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp. Và có một cái may mắn nữa mà chúng ta có thể thấy là đó là hiện nay tất cả mọi người đều có điện thoại thông minh. Thế do vậy ấy, là các bạn thì chờ đợi, các bạn làm một kiểm soát nhiễm khuẩn thì chờ đợi được đầu tư hay là tìm cách cứu mình. Thì như các chị đều biết rằng là chúng tôi một lần nữa xin nhắc lại trước khi mà các chị bắt đầu, thì chúng tôi khuyến khích các bệnh viện đầu tư bài bản, thực hành chuẩn mực. Như các anh chị có thể thấy ở đây ấy, thì là người ta có các phần mềm chuyên dụng, có thông số, có các thiết bị chuyên dụng và cái thông số mà các cái stem in ra để dán ở trên các cái bộ dụng cụ hay là dán ở trên các cái công đoạn thì rất là tốt. Tuy nhiên ấy, thì nếu mà bạn không thể thì xem tiếp, còn nếu mà bạn đã có phần mềm chuyên dụng rồi thì bạn cũng có thể không cần thiết phải phải quan tâm đến cái bài trình bày này của tôi. Cho cái bài trình bày này của tôi ấy, thì chúng tôi cũng xin nói trước đó là các cái sản phẩm của chúng tôi ấy, là cây nhà lá vườn, thì sẽ do vậy có rất nhiều nhược điểm bạn có thể áp dụng hoặc không, và chúng tôi không thể đảm bảo được rằng là các bạn áp dụng thì sẽ có cái mang lại lợi ích cụ thể cho từng người, cho các cái trường hợp cụ thể. Nhưng mà chúng tôi nếu các bạn muốn thử, các bạn hoàn toàn có thể liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể giúp đỡ các bạn thêm trong cái việc là triển khai một số cái lợi ích mà các bạn có thể thấy được. Đó là đối với các bạn, các anh các chị, các đồng nghiệp, quý đồng nghiệp, thầy cô là lãnh đạo của các khoa phòng ấy thì rất là nhàn đấy, và hiếm khi các anh chị sẽ phải hỏi xem nhân viên của mình đang làm gì, đang ở đâu, làm được bao nhiêu rồi, và không bao giờ đòi hỏi nhân viên phải báo cáo các cái thông tin, đúng không ạ? Và hoàn toàn có thể chủ động trích xuất dữ liệu và báo cáo tùy biến theo yêu cầu. Đối với nhân viên giám sát thì với các công nghệ, với các cái hỗ trợ của công cụ này ấy, thì sẽ không phải nhập liệu lại từ cái bản giấy, các anh chị có thể làm ở trên bản giấy, sau đó thì nhập liệu lại ở trên 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 phần mềm. Tuy nhiên ấy, là chúng ta sẽ không phải nhập liệu lại nữa, chúng ta nhập thẳng ở trên phần mềm mà thôi, cho nên là giảm áp lực và ít nhầm lẫn. Khi các bạn cứ tưởng tượng là có một cái chồng phiếu giám sát rất là dài, rất là nhiều, thì chúng ta sẽ gặp rất khó khăn khi mà chúng ta tiến hành cái phần giám sát này, phần nhập liệu. Hoàn toàn có lợi cho môi trường, chúng ta có thể tiết kiệm cho bệnh viện khi không phải in hàng loạt form mẫu giấy giám sát, không tốn hồ sơ, không chỗ cho lưu trữ hồ sơ giấy. Và một cái lợi ích nữa đó là hoàn toàn có thể tùy biến để tạo ra các cái nhiệm vụ một cách rất là phù hợp, một cách rất đơn giản.
Tôi mời bạn để các anh chị vào phải tắt mic bởi vì tôi sẽ không thể đi tắt mic anh chị được. Ok, cảm ơn. Rồi, thế thì đấy là cái lợi ích của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể tùy biến các biểu mẫu, phân tích các yêu cầu sao cho nó sát hợp và có thể cá nhân hóa một cái rất là đơn giản. Thế thì các cái phần mềm mà chúng tôi cân nhắc giới thiệu cho các anh chị trong lần này ấy, thì đó là cái Google, cái hệ phần mềm của Google là Google biểu mẫu, Google trang tính, Google tài liệu. Thế thì cái nhóm ba cái phần mềm này ấy, là ba phần mềm chúng tôi đã lựa chọn dựa trên cái ưu nhược điểm của nó. Với Google biểu mẫu thì đây là phần mềm miễn phí của Google và các anh chị hoàn toàn có thể là tạo ra một cái bộ câu hỏi với Google, Google biểu mẫu hay Google form một cách rất là đơn giản, và dữ liệu ngay lập tức được trích xuất sang Google trang tính hay là Google Sheets, đúng không ạ? Thì đây là một cái bộ phần mềm của Google rất là tiện lợi. Các anh chị tạo ra biểu mẫu đơn giản, sau đó thì có ngay dữ liệu ở trong trang tính. Phần mềm thứ hai ấy, mà chúng tôi có giới thiệu với anh chị đó là phần mềm Kobo Toolbox. Đây là một phần mềm mà hỗ trợ cho thu thập số liệu, có rất là nhiều cái tính năng cao cấp mà và rất là thân thiện đối với các anh chị sử dụng. Phần mềm thứ ba ấy, đó là phần AP Data, là phần mềm mà điền số liệu hay là có thể là gọi là nhập liệu offline được. Chúng ta có rất là nhiều lợi thế, ưu điểm. Thế thì khi mà so sánh giữa ba phần mềm này ấy, thì các anh chị lưu ý thế này: Google biểu mẫu thì có ưu điểm đó là dễ dàng để mà tạo ra nó. Tuy nhiên ấy, thì Google biểu mẫu thì khi mà các anh chị sử dụng để giám sát thì một trong những yêu cầu bắt buộc của nó là phải có mạng, phải online ngay lập tức. Còn nếu mà các anh chị không có mạng thì phần Google biểu mẫu này không thực hiện được. Phần AP Data là một cái phần rất là tốt để trong cái nhập dữ liệu chuyên dụng. Tuy nhiên ấy, với AP Data thì chúng ta chỉ có thể làm được ở trên máy tính, và hiện nay ấy, thì làm ở trên máy tính mà chạy vào Windows thì khả thi, còn chạy bằng trên máy tính mà sử dụng hệ điều hành Mac OS thì lại không khả thi lắm, không khả thi trong thời điểm hiện tại. Phần mềm Kobo Toolbox là một phần mềm nhập liệu chuyên dụng mà được rất là nhiều các trường đại học giới thiệu. Thì đây là một phần mềm mà hoàn toàn có thể là vừa nhập tương tự như Google biểu mẫu, vừa nhập được dữ liệu online ngay lập tức, cũng có thể nhập được dữ liệu offline. Nếu các anh chị không có mạng thì chỉ việc load cái form này về, sau đó thì các anh chị có thể là cứ điền vào, và đến khi có mạng thì tự động nó sẽ đổ về data trung tâm. Tuy nhiên ấy, thì cái Google biểu mẫu, lợi thế lớn nhất của Google biểu mẫu đó là dữ liệu ngay lập tức được chuyển về trang tính cho chúng ta, để chúng ta có thể là phân tích được online trực tuyến ngay lập tức. Thế nhưng mà với Kobo Toolbox thì anh chị em bắt buộc phải xuất dữ liệu về dạng Excel, hoặc là về trang tính, hoặc là về các cái cho các phần mềm phân tích dữ liệu khác. Nó có dữ liệu online, nó có phần tổng kết online, nhưng mà cái hiệu quả nhưng mà cái phần tổng kết này nó không được chuyên sâu lắm. Thế thì với Google trang tính là một cái công cụ để quản trị cái dữ liệu của chúng ta, và có thể là làm các phân tích đơn giản, nó tương tự như Excel. Tuy nhiên là với Excel thì nó chỉ phân tích được offline thôi, còn Google trang tính thì phân tích được online. Google trang tính thì chúng ta có thể liên kết được các cái trang tính với nhau, liên kết các cái nguồn dữ liệu với nhau. Cái phần mềm nữa mà chúng tôi cũng có sử dụng đó là một tài liệu. Thì đây là cái cách nó giống như là bản cái phần mềm Word trong cái bộ phần mềm Microsoft Office. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là phần mềm Word này thì nó có ưu điểm là có thể nhiều người cùng tham khảo, cùng sửa chữa được. Và một cái phần mềm nữa mà tôi muốn giới thiệu cái tên với các anh chị đó là phần mềm Data Studio. Đây là phần mềm mà giúp chúng ta có thể là mô hình hóa hay là sơ đồ hóa cái kết quả của chúng ta một cách rất là mạnh mẽ. Thì lần lượt ở đây thì các anh chị có thể nhìn thấy ở đây chúng tôi là có sử dụng Google Form để tạo ra một cái form như này. Thì với phần lớn các anh chị ngồi ở trong lớp của chúng ta thì đều thấy là vô cùng đơn giản. Chúng tôi làm rất nhiều form, trong đó có cả những cái form như là nhật ký bàn giao chất thải y tế, hay là ở đây là cái mẫu bàn giao chất thải tái chế. Chúng tôi làm rất là nhiều cái form mẫu, hay là đây là cái phần cái form để giám sát PPE, giám sát phương tiện phòng hộ cá nhân. Thì các anh chị có thể thấy rằng là với cái phần mềm này thì nếu các anh chị khéo léo trong cái việc lựa chọn cái cách để mà thể hiện câu hỏi thì các anh chị có thể được thu được dữ liệu một cách rất là thuận lợi. Tôi nói ví dụ như là cái bộ câu hỏi mà với người bàn giao chúng tôi chỉ có vài người thôi, thế thì như vậy là chúng ta không cần thiết phải sử dụng các cái câu hỏi mà là drop down thả xuống. Nhưng mà các anh chị có thể nhìn thấy ở cái khoa giám sát này chẳng hạn thì chúng tôi có thể có đến 20-30 khoa. Thế như vậy thì nếu mà chúng ta mà lựa chọn cái
Nếu mà chúng ta lựa chọn rằng là cái câu hỏi mà nhiều lựa chọn như thế này thì cái bộ câu hỏi của chúng ta nó có thể là cả cái trang này nó cuộn kéo mãi mà không đến cái khoa mà chúng ta muốn, và chúng ta không có phần bao quát. Do vậy là chúng tôi sử dụng cái câu hỏi drop down ở chỗ này, đúng không ạ? Thì các phần khác thì tôi nghĩ rằng nó khá là đơn giản, và chúng tôi cũng không nghĩ là phải trình bày gì nhiều đối với các anh chị. Phần tiếp theo nữa là tôi sẽ giới thiệu cái phần mềm Kobo Toolbox. Thì phần mềm Kobo Toolbox thì cũng tương tự như vậy, thì chúng tôi có sử dụng để giám sát tuân thủ quy trình, đúng không ạ? Đây là phần mềm chúng ta sẽ lựa chọn cái phần mềm, cái câu hỏi y như là bên phần mềm Google Form, và sau khi là chúng ta làm xong rồi ấy, thì chúng ta chỉ tích nút gửi lên mà thôi. Ở trong phần mềm Google Toolbox thì có một số cái lựa chọn hay ho nữa mà các anh chị có thể là thực ra thì Google Form cũng làm được, nhưng mà phần mềm Google Toolbox thì nó mạnh mẽ hơn. Chẳng hạn như ở đây chúng ta thấy là quy trình năm 2020 chúng tôi giám sát, thì chúng tôi có cái phần mềm chúng tôi có phần đến đây ấy, ở trong cái trang đầu tiên ấy, thì chúng tôi có lựa chọn là có thể là hút đờm, có thể là thêm các chỉ, hoặc là có thể là sung tiểu, đúng không ạ? Thế thì nếu mà các anh chị không tích vào đâu cả thì nó chưa hiển thị lên. Thế tuy nhiên ấy, nếu mà các anh chị tích vào nút thêm các chỉ thì cái phần này ấy, nó bắt đầu nó mới sổ ra, tức là các cái câu hỏi riêng cho phần thêm các chỉ nó sẽ sổ ra, còn cái phần mà các phần hút đờm hay là thông tiểu thì nó sẽ không hiển thị. Thế do vậy nó rất là thuận lợi cho cái việc mà các anh chị mà thu thập dữ liệu, sau đó thì các anh chị gửi lên là xong. Thế thì gửi lên ấy, trong trường hợp mà các anh chị có dữ liệu online, nếu có mạng thì các anh chị nhìn thấy ở đây, tôi sẽ bật cái laser point. Các anh chị nhìn theo cái laser point này, các anh chị nhìn thấy ở góc trên này á là có được một cái số 0. Cái số 0 này ấy, thì tức là chúng ta hiện nay tất cả các bản ghi của chúng ta đã được chuyển lên trên server để mà lưu trữ, thế còn lên máy chủ để mà lưu trữ. Thế còn trong trường hợp mà các anh chị không có mạng thì ngay lập tức ở đây nó sẽ xuất hiện là số 1, số 2, số 3, số các cái số. Và các cái số này có nghĩa rằng chúng ta đã giám sát được 10 cái giám sát, và cái số giám sát này chưa được cái số lượt giám sát này ấy, thì đã giám sát rồi nhưng mà nó chưa được lốt lên trên mạng. Thế do vậy là chúng ta khi mà có mạng thì chúng ta phải quay trở lại cái này, chúng ta kiểm tra cái số này. Nếu mà nó là số 0 thì chúng ta hoàn toàn tự yên tâm để mà thoát hẳn cái phần mềm. Thế nhưng mà nếu mà chưa là số 0 thì chúng ta lưu ý đợi một chút để cho nó chạy dần về số 0. Sau đó thì chúng ta mới được thoát ra. Thế thì với phần mềm Kobo Toolbox thì báo cáo các anh chị rằng là tôi cách đây vài năm ấy, thì tôi cũng có một cái video trên YouTube để mà hướng dẫn phần về cái này. Thì các anh chị có thể xem các cái video này ở trên YouTube. Các anh chị có thể đánh search là phần hướng dẫn sử dụng phần mềm Kobo Toolbox chẳng hạn, thì các anh chị có thể tìm ra cái video của tôi. Phần mềm thứ ba mà chúng tôi muốn giới thiệu với các anh chị đó là Epidata. Thì với Epidata này ấy, là một cái phần mềm rất là chuyên nghiệp mà trong ngành y của chúng ta sử dụng rất là nhiều. Đây là cái phần mềm Epidata. Các anh chị có thể thấy rằng là phần mềm Epidata có thể trình bày được giống y hệt như cái phiếu giám sát của chúng ta, đúng không ạ? Thế thì như vậy thì khi mà chúng ta điền dữ liệu ấy, thì nó rất là thuận lợi. Chúng ta nhìn thấy ngay cái nào có, cái nào không, cái nào trống, cái nào không trống, có đúng không ạ? Chúng ta có thể điền được các cái dữ liệu này, và các cái phần này ấy, nó được trình bày các cái phần gọi là phần thông tin bổ sung này, nó được trình bày rất là gọn gàng giống cái phiếu giám sát giấy của chúng ta. Thì cái này thì nó cực kỳ là hữu dụng đối với các anh chị mà thực hiện chưa quen hay là chưa thể làm được các cái form online, thì làm form offline này cũng rất là tốt, các anh chị có thể là lấy được. Và có một cái ưu điểm nữa của Epidata ấy, đó là cái việc mà chúng ta có thể quay lại các cái bản ghi cũ để chúng ta bổ sung thêm data một cách rất là dễ dàng. Chúng ta không gặp khó khăn khi mà khác so với phần mềm Google Form hay là Kobo Toolbox. Sau khi các anh chị em đã gửi data đi ấy, là các anh chị em không có cơ hội để mà sửa chữa data đó một cách dễ dàng. Hay nói đúng hơn là cái người mà nhập liệu không thể quay trở lại sửa được cái data dễ dàng, mà chỉ có cái người quản trị mới có cái quyền sửa lại cái data đó mà thôi. Thế thì cái Epidata này ấy, thì rất là thích hợp đối với các cái trường hợp mà các anh chị tiến hành giám sát ở trên cái form phức tạp, và trên cái form giám sát mà chúng ta phải giám sát nhiều lần. Ví dụ như là ở đây ấy, phiếu giám sát những khoản vết mổ của chúng tôi, thì trong cái ngày đầu tiên của chúng tôi không có hết các thông tin của bệnh nhân, và đặc biệt là cái thông tin ngày ra viện hay kết quả điều trị, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng tôi sẵn sàng nhập hết bớt cái phần này trước,
Thế sau đó chúng tôi quay trở lại nhập các cái thông tin bổ sung khi mà có cái kết quả vi sinh hay sau khi mà có kết quả kháng sinh đồ, thì chúng tôi quay trở lại nhập thêm các thông tin này bổ sung vào cho cái bản ghi sẵn có. Thì đây là cái lợi ích rất là quan trọng của AP Data. Tuy nhiên thì với AP Data chúng ta có một cái khó khăn lớn, đó là phải có một cái anh em mà thông thạo một chút thì cái việc tạo ra cái file AP Data này nó mới thuận lợi. Các chị nếu gặp khó khăn thì hoàn toàn có thể gặp chúng tôi để chúng tôi hướng dẫn, có thể là comment hoặc là gửi cho chúng tôi hướng dẫn. Phần mềm tiếp theo mà chúng tôi có nói đến là Google Sheet. Thì các anh chị có thể thấy rằng là bên cạnh cái việc data chạy tự động chạy vào trong cái cơ sở dữ liệu của ta, thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra các cái sheet báo cáo mà có đây là các khoa, rồi là tình hình vệ sinh tay của tháng 5, tháng 6, tháng 7, nó tăng hay nó giảm, cái này tăng hay là giảm, cái này tăng hay là giảm, đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể là mô hình hóa nó lên thành một cái biểu đồ như thế này, và chúng ta thấy rằng là cái xu hướng là nó tăng hay giảm, đúng không ạ? Chúng ta biết rằng là đến cái phút, ví dụ như tại Bệnh viện Hà Nội, tại cái thời điểm tháng 5 thì tổng chung ấy về tỷ lệ vệ sinh tay của năm 2019 thì chỉ đạt có 29,2% thôi. Thế nhưng mà đến cái thời điểm cuối năm của 2019, đây là thời điểm chốt lại là tháng 12 năm 2019, thì chúng tôi đã tỷ lệ vệ sinh tay của chúng tôi đạt được 66,6%. Thì các chị có thể nhìn thấy cái sơ đồ này ấy, và chúng ta dễ dàng nhìn thấy cái sự biến chuyển của chúng ta. Tất cả các số liệu sau khi được nhập vào trong Google Form chuyển về Google Sheet và được phân tích sơ bộ với lại các cái công thức đơn giản, thì chúng ta có thể ra cái bảng như thế này hoặc ra cái bảng cái biểu đồ giống như là chúng ta đang có ở đây. Chúng ta cũng có thể có được các cái biểu đồ khác nữa, cũng hoàn toàn là tự động. Chúng tôi như tôi nói với các chị là tôi không phải quan tâm đến việc là nhân viên có làm nhiều hay làm ít, bởi vì là số liệu nó hiển thị lên đây hàng ngày cho tôi là nhân viên nào thì làm nhiều, nhân viên nào làm ít, đúng không ạ? Chúng ta rất dễ dàng so sánh. Chúng ta rất dễ dàng nhìn thấy xem là ở đây á, là chúng ta không chỉ là các con số thô kệch, mà chúng ta cũng có thể có các cái biểu đồ. Như các anh chị có thể thấy, ví dụ như là khẩu trang, áo choàng, mũ kính là mang PPE, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là ở cái màu xanh này là lãng phí, tức là không cần phải dùng, nhưng mà các bạn vẫn dùng, thì đấy là lãng phí. Cái phần đỏ này ấy, thì là đúng, và không cần dùng thật bạn ạ, đúng không ạ? Thế thì và cái phần màu vàng ấy là đúng và bạn đã cố gắng tuân thủ, hay là phần màu xanh này là sai, có cần phải dùng đấy nhưng mà bạn không dùng. Thế thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây ấy, thì cái phần sai mà chúng tôi trong cái phần giám sát này của chúng tôi giám sát được hàng nghìn cái cơ hội thì chúng tôi có thể thấy rằng là ở đây ấy là phần sai chủ yếu, sai trong sử dụng găng tay thì cũng có đấy. Sai nhưng mà sai nhiều nhất là có cần mũ mà không đội mũ, không cần dùng ấy là mũ, đúng không ạ? Thế thì cái thứ hai ấy là cái phần lãng phí ấy, thì chúng ta thấy rằng là mũ thì sử dụng thiếu nhiều nhưng mà mũ cũng là lãng phí rất nhiều. Thực trạng là rất nhiều người không cần đội mũ nhưng mà vẫn đội mũ đi lang thang trong bệnh viện, đúng không ạ? Thế thì như vậy là chúng ta có thể nhìn thấy rằng là dữ liệu của chúng ta rất dễ dàng có thể được nhìn thấy ở đây. Phần mềm nữa mà chúng tôi muốn giới thiệu với anh chị đó là Data Studio. Đây là một cái phần mềm cũng lại miễn phí luôn đấy. Thế thì với phần mềm này ấy, thì các anh chị có thể lấy nguồn dữ liệu từ rất là nhiều cái nguồn khác nhau, nhưng mà ở đây ấy, thì chúng tôi chủ yếu là lấy nguồn dữ liệu từ Google Trang Tính, đúng không ạ? Thế nhưng mà với các anh chị chuyên nghiệp hơn thì cũng có thể lấy cái dữ liệu từ cái MySQL hay là Cloud SQL, đúng không ạ? Hay là ở các cái nguồn dữ liệu khác mà các anh chị có thể có được đấy. Chúng ta có thể là biểu thị các cái đó dưới một cái dạng biểu đồ, rất là nhiều cái dạng biểu đồ rất là thích hợp, thậm chí là cả Google Map. Chúng ta có thể là Google Map, chúng ta có thể là xem là COVID thì ở cái chỗ nào nhiều, chỗ nào ít ở trên thế giới hay là ở Việt Nam. Các bạn nhập dữ liệu vào và nó sẽ hiển thị cho các bạn trên Google này biểu đồ hình dạng vùng, hình dạng đường hay là gì, thanh vân vân, thậm chí là cái thẻ điểm như thế này. Thế thì như các bạn có thể thấy đây, ví dụ ở khoa của chúng tôi ấy, thì chúng tôi năm 2020 thì chúng tôi có được là tổng số lượng khối lượng chất thải y tế của chúng tôi là 141 tấn và có 354 ngày thì là người ta đã đến lấy chất thải của chúng tôi, trong đó chất thải lây nhiễm là gần này, chất thải giải phẫu là gần này, chất thải xác nhận là gần này, chất thải COVID là gần này và
và chất thải khác là gần này, đúng không ạ? Thế thì chúng tôi cũng có thể thấy đấy là cái hay, là chúng tôi cũng có thể trong khai báo y tế, như các bạn có thể thấy rằng là chúng tôi lấy từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 thì chúng tôi biết là tổng số khai báo nó có gần này, khoa nào nhiều, khoa nào ít. Trong cái đối tượng này thì đối tượng nhân viên kiêm nhân viên chính thức là bao nhiêu, nhân viên kiêm nhiệm là bao nhiêu, học viên là bao nhiêu, nhân viên khác là các nhân viên khác là bao nhiêu, chúng tôi biết là khoa nào ở đây là tăng hay giảm, tỷ lệ tăng hay giảm là bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu phần trăm, đúng không ạ? Chúng tôi thậm chí còn có tên của những cái người mà chúng tôi thấy rằng là cần phải theo dõi, hay là chúng tôi biết được rằng là trong cái trường hợp là ho khó thở hoặc đau đầu này thì chúng tôi có được là số người mà khai là có dấu hiệu hô hấp là 40, vân 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 vân. Thế như vậy chúng ta có thể thấy rằng là rất là hiệu quả. Thế còn hay là như tôi chẳng hạn là lãnh đạo khoa thì chúng tôi cần cái gì, thì các bạn có thể thấy rằng là báo cáo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn của chúng tôi ấy, thì là cái này cái số này nó thay đổi hàng ngày, đúng không ạ? Thì nếu mà tôi để là báo cáo công việc kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2021 thì chúng tôi sẽ có được cái tổng số cơ hội vệ sinh tay là 24.000, hay là số lượt giám sát PPE là 5.800, hay là số quy trình vệ sinh tay rồi là số quy trình vệ sinh tay rồi là thông tiểu vân vân ấy thì chúng tôi là 866 số cái xin lỗi, đây là cái số nhiễm khuẩn bệnh viện, đúng không ạ? Ngoài vệ sinh tay ngoại khoa, đúng không ạ? Xin lỗi, vệ sinh tay ngoại khoa, đây là số quy trình thay băng rồi cắt chỉ rồi là tiêm truyền, hay là tổng số đồ vải của chúng tôi là 479 tấn, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn có thể thấy rằng là chúng tôi có rất là dễ dàng có thể tổng kết được toàn bộ các hoạt động của khoa chúng tôi ở trên này đến thời điểm hiện tại, và chúng tôi hoàn toàn có thể tùy chọn là chọn cái tháng mà mình muốn báo cáo thôi, thì nó sẽ hiển thị ra cái tháng báo cáo. Chúng tôi biết được rằng đây là cái sơ đồ, cái biểu đồ mà đã có ở đây. Hay là ở đây nhiễm khuẩn thì chúng tôi biết rằng là có bao nhiêu các loại nhiễm khuẩn ở khoa hồi sức tích cực mà chúng tôi giám sát. Chúng tôi giám sát đây là phần nhiễm khuẩn vết mổ thì là tỷ lệ là bao nhiêu. Rồi là 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm của nhiễm khuẩn cắt ngang. Thì như vậy thì một cái người quản lý khoa kiểm soát nhiễm khuẩn hoàn toàn có thể lấy được dữ liệu này một cách dễ dàng. Thì đó là cái giới thiệu qua về phần mềm. Thời gian thì cũng vừa hết 20 phút. Thì trong thời gian đợi các bạn có cái câu hỏi thì tôi xin phép được chia sẻ, có thể để cho chúng ta xem, đúng không ạ, cho chúng ta xem qua một chút về cái, đợi xin lỗi, đợi tôi tắt cái mic, tắt cái laser point đi. Ok, thế thì trong thời gian đó thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một chút những cái mà chúng tôi đã đang làm bây giờ. Ví dụ như chúng tôi có thể dùng cái Google Form, thế và sau khi đó thì chúng tôi ra được một cái bảng như thế này. Các bạn vẫn đang nhìn thấy cái các bạn có nhìn thấy cái màn hình của tôi không nhỉ? Rồi, thế thì ở đây các bạn có thấy rằng đây là cái kết quả giám sát PPE của chúng tôi. Thì chúng tôi có thể ở đây ấy, thực ra ở phía dưới nền của nó là dữ liệu dạng bảng. Tuy nhiên là dữ liệu dạng bảng này thì nó hơi khó nhìn một chút. Thế do vậy là chúng tôi chuyển thành một cái dữ liệu biểu đồ. Thế do vậy dữ liệu biểu đồ này thì rất là dễ cho người ta tưởng tượng. Và khi mà bạn hơ chuột vào thì nó sẽ nói cho bạn đây là cái gì. Thế và ở trong đấy. Rồi là chúng tôi cũng thấy rằng là chúng tôi cũng có thể xem được, xem là cái sai sót ở trong cái dùng găng chẳng hạn. Ví dụ như ở găng ở đây ấy, là cái tỷ lệ có cần và có dùng là bao nhiêu, không cần, không dùng, số lượng là bao nhiêu. Và chúng tôi tính luôn được cái OR của nó là bao nhiêu. Tỷ lệ là đúng là bao nhiêu, tỷ lệ lãng phí là bao nhiêu, sai do không cố gắng là bao nhiêu. Thế như vậy thì các bạn có thể thấy rằng là chỉ cần một vài cái thao tác rất là đơn giản thì chúng ta có thể là xem được luôn cái kết quả này. Thế hay là đây là cái kết quả mà chúng tôi, cái này thì xong rồi. Chúng tôi cũng có cả những cái báo cáo công việc tuần, xem là trong tuần đó thì ai làm nhiều, ai làm ít hay là như thế nào với từng nhân viên một của chúng tôi. Thế thì đấy là cái Google Form. Thế còn với cái sheet của chúng ta, thế còn cái báo cáo trực tuyến thì chúng ta có thể thấy rằng là đây ấy, là cái phần báo cáo chất thải y tế mà tôi vừa khoe với các anh chị, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu mà tôi chỉ cần là gì ạ, báo cáo ở trong nhỏ hơn hoặc bằng 6 đi chẳng hạn, thế như vậy ý tôi nói là báo cáo 6 tháng đầu năm thì tôi chỉ việc enter một cái, thế thì cái dữ liệu của tôi không phải là 141.000 tấn nữa, xin lỗi, 141 tấn nữa, mà lúc này thì
Các bạn sẽ phải đợi một chút, bởi vì là dữ liệu của tôi là 60 tấn thay vì cái việc là 141 tấn như là chúng ta có thể thấy như là lúc trước. Các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh ở đây ấy, là bằng, và các bạn có thể lấy cái dữ liệu của tháng 9, đúng không ạ? Bạn enter một cái thì nó ra khối lượng của tháng 9 là 12 tấn, 12 tấn rưỡi. Đấy, 12 tấn rưỡi chất thải y tế nguy hại mà chúng tôi bàn giao cho họ, đúng không ạ? Thế thì cũng tương tự như vậy thì các bạn có thể hoàn toàn có thể tùy chỉnh ở đây. Thì chúng tôi có thể điều chỉnh tháng ở đây để chúng tôi biết được là cái tháng này thì tổng số cơ hội vệ sinh này là bao nhiêu, các lượt khác là bao nhiêu. Các bạn chỉ cần hơ vào đây thôi thì các bạn sẽ thấy rằng là đây ấy, các bạn hơ vào đây thì các bạn sẽ biết đây là có này, đây là không này. Đấy, các bạn hoàn toàn là cho các cái số này to lên hay là số này nhỏ đi nếu cần thiết. Các bạn có thể hơ vào, các bạn biết ở đây ấy, là nhiễm khuẩn huyết là nhiễm khuẩn huyết là hai tỷ suất nhiễm khuẩn huyết trên 1.000 ngày thở máy của chúng tôi ấy là đang là 2,6, đúng không ạ? Thế còn ở đây ấy là gì ạ? Số ca nhiễm khuẩn huyết là 6. Số ca nhiễm khuẩn huyết trên 1.000 ngày cái thủ thuật xâm nhập, đúng không ạ? Cái thủ thuật xâm nhập ấy, tức là đặt cateter mà trung tâm ấy thì là bao nhiêu, đúng không ạ? Thế thì chúng ta cũng có thể biết ở đây ấy là gì ạ? Những khuẩn tiết niệu chúng tôi phát hiện ra là 3 ca, đúng không ạ? Thế và ở đây thì những khuẩn tiết niệu trên 1.000 ngày có thủ thuật xâm nhập là 1,13, và đây là 1.000 ngày nằm viện, đúng không ạ? 1.000 ngày nằm viện là 1,03. Ví dụ như vậy thì các bạn có thể thấy rằng đây là một cái hiệu quả rất là lớn của cái phần báo cáo. Thì còn cái phần Google Doc thì báo cáo các anh chị rằng là chúng tôi có làm ở đây ấy, hiện nay ví dụ như ở đây chẳng hạn, thì chúng tôi có làm một cái file Google Doc và chúng tôi có người này người cùng tham gia để viết cái tài liệu này. Thế và mọi người viết thì viết đến đâu cứ viết. Thế và mọi người, những người khác thì hoàn toàn có thể là được tiếp thu, có thể là đọc được cái phần đóng góp của từng người một. Chúng tôi phân cho mọi người từng cái phần một, mỗi người một phần, đúng không ạ? Thế và mọi người sẽ làm. Ví dụ ở đây ấy, thì chúng tôi có chúng tôi đang cùng nhau viết một cái quyển sổ tay thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa gây mê hồi sức, đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy rằng là trong cái quyển này của chúng tôi ấy, trong quyển này của chúng tôi ấy, thì chúng tôi đang viết một cái quyển sách mà trong đó thì tài liệu về có 4 phần. Trong đó phần thứ nhất là phần đại cương, phần thứ hai là cơ sở vật chất trang hậu cần, thứ ba là tuân thủ quy chế quy định và các phần phụ lục kèm theo. Thế thì ví dụ như ở đây ấy, thì chúng tôi viết xem là ai là người viết phần nào. Chúng tôi sẽ viết là ví dụ như phần hiện nay về phần chuyên môn chính, chúng tôi gồm có hai cái chương chính là phần 2 và phần 3. Trong đó chúng tôi có 10 bài, trong đó thì đề cập đến cái xây dựng và bố trí tại khoa gây mê hồi sức. Chúng tôi đề cập đến cái việc là trang thiết bị cơ sở vật chất, trang thiết bị trong khoa phòng mổ, cung ứng đồ vải y tế, quản lý chất thải y tế trong phòng mổ, vệ sinh môi trường tại khoa tại phòng mổ, các thực hành trước và ngay quanh thời điểm ra vào khoa gây mê hồi sức, rồi là các thực hành tại phòng mổ hay là khoa mê hồi sức, các thực hành tại các khu vực phụ cận, ví dụ như phòng hồi tỉnh, hành lang, khu vực đánh rửa dụng cụ. Và bài số 9 là nói về tai nạn nghề nghiệp, các sự cố y khoa liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn tại trong phòng mổ. Và cái mục số 10 đó là giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện tại cái khoa mê hồi sức. Thế thì như các bạn có thấy rằng là chỉ với một cái phần mềm là Google Doc thì chúng tôi đã có thể dễ dàng để mà chia sẻ được những cái thứ mà chúng tôi biết. Với AP Data thì các anh chị vào trong website của apdata.dk thì các anh chị có thể tải về cái phần mềm AP Data này và cũng có thể học cái phần làm thế nào để tạo ra cái file quản lý dữ liệu. Với phần mềm Kobo Toolbox thì các anh chị có thể thấy ở đây ấy, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là giám sát quy trình thì phần summary thì nó cũng có một số các cái dữ liệu nhỏ nhỏ của chúng ta, báo cáo của chúng ta. Hay phần data thì nó cũng có một số cái báo cáo tương tự như là báo cáo nhanh như kiểu Google Form. Thế tuy nhiên ấy, là để mà có thể ở đây ấy, một trong những lợi thế lớn nhất của data này ấy, là nó có thể xuất được ra dữ liệu. Thì các anh chị có thể nhìn thấy ở đây ấy, thì nó có rất là nhiều cái dạng dữ liệu có thể xuất được. Ví dụ như là xuất dữ liệu ra Excel hay là file CSV hay là FPSS hay là các cái file khác để phục vụ cho các phần mềm phân tích số liệu chuyên dụng, đúng không ạ? Ở đây thì nó rất là mạnh, ví dụ như nó có cả các cái câu hỏi liên quan đến tọa độ hay là vị trí thì rất là thích hợp đối với các cái trường hợp mà điều tra dịch tễ tại cộng đồng.
Như vậy thì tôi đã giới thiệu qua với các anh chị về các cái phần mềm miễn phí, và cũng xin thưa luôn là khoa kiểm soát nhiễm khuẩn chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận mọi cái câu hỏi hay là sẵn sàng giúp đỡ tất cả các anh chị đồng nghiệp nếu mà có nhu cầu tham gia hay là có sự nhu cầu sử dụng các phần mềm này. Xin mời các anh chị đặt câu hỏi. Xin cảm ơn các anh chị.